Truyện Phật giáo. Một vợ hai chồng. Thuở quá khứ, có chàng thanh niên rất mực hiếu thảo. Mặc dù là con trong một gia đình và đã đến tuổi trưởng thành, nhưng y vẫn không chịu lập gia đình, nhất định sống độc thân để phụng dưỡng mẹ già, vì người cha đã mất sớm. Thấy con lo trong lo ngoài vất vả, người mẹ khuyên chàng cưới vợ, nhưng chàng cương quyết từ chối. Vì quá thương con, người mẹ tự động hỏi vợ cho con. Cực chẳng đã, chàng đành phải làm vừa lòng mẹ. Đứa con dâu rất nết hạnh, lại thêm quán xuyến công việc gia đình và tỏ ra đảm đang cả việc nặng nhọc. Nhưng rủi cho nàng không thể sanh con. Đã buồn cho số kiếp bất hạnh của mình, nàng lại càng khổ sở hơn khi thấy chồng thường tỏ ra nghĩ ngợi xa xôi, nét mặt đăm chiêu tư lự. Đọc rõ tâm trạng chồng, nàng tự động cưới vợ lẽ cho chồng. Người vợ sau này chẳng bao lâu đã thọ thai. Bấy giờ, người vợ lớn cảm thấy như mình bị bỏ rơi vì trong người chồng ra tuồng, nưng niu vợ lẽ rất mực. Lòng ganh tị của người đàn bà đùng đùng nổi lên như trời giông biển động. Không tự chủ và kiềm hãm được lòng ghen tức, người vợ lớn tự nghĩ: nếu không sớm chận đứng thì hậu quả cô đơn sẽ đến với đời mình trong một sớm một chiều. Thế là, một suy nghĩ hiểm độc mọc lên trong đầu nàng, và nàng nhất định ra tay thực hiện, dù phải trả với bất cứ giá nào. Để cho vợ lẽ tin lòng, người vợ lớn tỏ ra săn sóc, dùng nhiều thì giờ giúp đỡ người vợ lẽ từ việc nhỏ đến lớn. Thỉnh thoảng, nàng hỏi thăm sức khỏe và ngày sinh nở của người vợ lẽ. Tưởng vợ lớn thật lòng, người vợ nhỏ không giấu giếm chi cả. Được cơ hội, người vợ lớn làm thuốc phá thai, bỏ vào thức ăn. Thế là người vợ lẽ bị sảy thai. Tuy thế, người vợ lẽ vẫn còn tin tưởng người vợ lớn như thường. Đến lần thứ hai, người vợ lớn cũng dùng thủ đoạn phá thai người vợ lẽ như trước. Hai lần bị hư thai, người vợ lẽ đã học được một bài học giá trị. Bắt đầu từ ấy, nàng biết ra sức đề phòng kín đáo. Khi thấy cái thai của người vợ nhỏ ngày càng to, người vợ lớn mới tìm cách phá thai. Nhưng vì cái thai đã già tháng, nên người vợ nhỏ phải chết cả mẹ lẫn con. Trước khi nhắm mắt, nỗi đau khổ và căm thù đã dâng tràn lên khóe mắt. Cắn răng, rớt nước mắt, người vợ nhỏ quyết trí rửa thù trong những kiếp lai sinh. Người nào gây gió, người đó phải gặp bão. Sau khi người vợ nhỏ chết đi, người chồng điều tra, biết rõ ra sự thật, bèn đánh đập, hành hạ người vợ lớn. Không bao lâu, người này cũng chết. Luật luân hồi vay, trả, trả, vay. Sau khi chết, người vợ nhỏ sanh làm con mèo cái, còn người vợ lớn sanh làm con gà mái, hai con vật ở chung một nhà. Mỗi lần gà mái có con, là mỗi lần mèo ta bắt ăn thịt, và lần sau cùng, mèo ta giết luôn cả gà mẹ. Kiếp thứ ba, sau khi chết, gà sanh làm con beo cái, còn mèo thì sinh làm nai cái. Mỗi khi nai sinh con, thì beo ta tìm đến ăn thịt nai con, và cuối cùng giết luôn cả nai mẹ. Kiếp thứ tư, sau khi chết, nai cái sanh làm hung thần, còn beo sanh làm con gái của một gia đình giàu có. Đến tuổi trưởng thành, cô gái về nhà chồng. Cứ mỗi lần cô này sinh nở là hung thần hóa làm người bạn đến thăm chơi, để rồi thừa cơ chụp lấy hài nhi ăn thịt. Lần thứ hai, tấn tuồng quái gở của hung thần và cảnh nát lòng của người mẹ cũng diễn ra như trước. Người đàn bà đau khổ ấy đã gần như mất trí khi biết mình thọ thai lần thứ ba. Gần ngày sinh nở, người chồng đề nghị đưa vợ về sinh nở bên quê ngoại. Khi biết người thù của mình đã về quê ngoại, hung thần liền bay vọt lên mây, nương mình theo gió để tìm cho bằng được người thù không đội trời chung. Sau khi cùng chồng về quê sinh nở và dưỡng sức một thời gian, hai vợ chồng bèn đem nhau lên đường, trở lại quê chồng. Lúc vợ chồng đi bộ gần đến kỳ viên tịnh xá, thấy có ao nước trong mát, bèn rủ nhau tắm rửa và nghỉ mệt.
người vợ tắm trước rồi lên ẵm con cho chồng tắm. Trong khi đang cho con bú, nàng bỗng nghe tiếng gió từ xa đưa đến như cuồng phong bão tố. Nhìn lên trời, nàng thất kinh hồn vía vì vừa nhận ra hung thần. Không kịp chờ chồng tắm xong, nàng la thất thanh: "Nó đến kìa, nó đến kìa!" Rồi cắm đầu, ôm con chạy thẳng vào kỳ viên Tịnh Xá, đem con để nằm dưới chân Đức Phật và yêu cầu Ngài cứu mạng con mình. Ngay lúc ấy, hung thần cũng vừa đến cửa Tịnh Xá, nhưng chư thiên gác cửa không cho vào. Đức Phật bảo Ngài Ananda ra gọi hung thần vào. Nhờ oai lực của Đức Phật nên hung thần bỗng tỏ ra hiền lành. Trước sự gặp mặt của hai nạn nhân, Đức Phật từ tốn khuyên bảo: "Này hai người, tại sao hai người làm khổ nhau như thế? Nếu hai người không may mắn gặp được Như Lai thì mối thù truyền kiếp này đến bao giờ mới chấm dứt được? Và hai người sẽ như quạ với chim, mèo, như rắn với chồn, cứ gặp nhau là tìm cách giết hại nhau, để rồi oán thù chồng chất thêm mãi." Tiếp theo, Đức Phật kể lại mối thù truyền kiếp giữa hai người, đồng thời nói bài kệ: "Trên thế gian này, bất cứ thời đại nào, nếu lấy oán báo oán, thì oán chập chồng, lấy ân báo oán, thì oán tiêu mất. Đó là chân lý của bậc hiền xưa." Nhờ nghe bài kệ và lời khuyên của Đức Phật mà mối thù truyền kiếp giữa hai người từ đây chấm dứt, oan khiên không còn vay trả.